Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Minh Hằng thông báo sinh con trai đầu lòng, dàn sao Việt chúc mừng. Mới đây trên trang cá nhân, Minh Hằng hạnh phúc chia sẻ hình ảnh tươi tắn sau khi chào đón con ra đời. Vào tối ngày 23 tháng 8, trên trang cá nhân, Minh Hằng thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng. Nội diễn viên chia sẻ, chào mừng bé mợ đã đến với mẹ sau 9 tháng đợi chờ ngóng trong. Dù mới vợ chung nhưng Minh Hằng vẫn giữ được thần thái tươi tắn. Bên dưới bài đăng nhiều đồng nghiệp và netizen liên tục gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến vợ chồng Minh Hằng. Dù trải qua quá trình vượt cạn vất vả, nhưng nữ ca sĩ vẫn tràn đầy năng lượng, không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi chào đón quý tử. Trước đó, vợ chồng Minh Hằng đã bật mí giới tính của nhóc tỳ đầu lòng là bé trai, cặp đôi viết chào mừng hoàng tử đến với gia đình chúng ta. Nữ ca sĩ cho biết quý tử có tên thân mật là Mở, cả hai hạnh phúc đón hoàng tử nhỏ chào đời. Theo chia sẻ, sau khi sinh Minh Hằng và con trai đều có sức khỏe ổn định. Trong tấm ảnh Minh Hằng chia sẻ, nhiều người cũng bày tỏ khen ngợi cho nhan sắc bà mẹ sau sinh. Dù vừa mới sinh em bé nhưng Minh Hằng vẫn vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Minh Hằng sinh con tại bệnh viện Quốc tế Mỹ thành phố Hồ Chí Minh. Cô không khỏi xúc động trong giây phút nhìn thấy mặt con và bế vào lòng. Minh Hằng đang dần hồi phục sức khỏe sau sinh con đầu lòng. Bên dưới bài viết nhiều đồng nghiệp thân thiết như Ninh Dương Lan Ngọc Đông Nhi, Nụ Phước Thịnh gửi lời chúc đến gia đình nữ ca sĩ. Gần 2.000 bình luận là bạn bè, khán giả và fan cũng bày tỏ vui mừng vì nữ ca sĩ mẹ tròn con vuông. Được biết Minh Hằng mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Kể từ khi mang bầu, nữ ca sĩ luôn chú ý tới việc giữ gìn sự an toàn cho mình và em bé sắp chào đời. Ngoài tập luyện sức khỏe, cô còn dành thời gian nghỉ ngơi đi du lịch để tinh thần vui vẻ.